For 29 and I find myself wondering, what did happen to the last 10? I ran away with my life fast forward, never turn back again. Kính chào quý vị và các bạn. Quý vị và các bạn đang theo dõi kênh News 247. Bây giờ mời quý vị cùng đến với những thông tin thời sự mới nhất. Sẽ không lặp lại cảnh thiếu vaccine như năm 2023. Với những người làm công tác tiêm chủng bao nhiêu năm, thực sự chỉ mong muốn không bao giờ bị thiếu vaccine. Và hiện tượng thiếu vaccine như năm nay sẽ không lặp lại nữa, bà Dương Thị Hồng khẳng định. Bà Dương Thị Hồng, Phó Viện trưởng Viện Vệ sinh Dịch tễ Trung ương Bộ Y tế, kiêm trưởng Văn phòng Chương trình Tiêm chủng Mở rộng Quốc gia, nhận định tình hình thiếu vaccine tiêm chủng mở rộng năm 2023 ảnh hưởng đến tỷ lệ tiêm chủng và để có được vaccine, bản thân bà đã rất căng thẳng. Với vai trò là đơn vị chịu trách nhiệm về các hoạt động tiêm chủng mở rộng, quán xuyến việc xây dựng kế hoạch dự trù, mua sắm, phân bổ vaccine, bà Dương Thị Hồng đã có chia sẻ về việc thiếu vaccine và làm sao để có được vaccine tiêm chủng mở rộng. Tỷ lệ tiêm chủng và tỷ lệ bao phủ đều tụt dốc. Bà Dương Thị Hồng thẳng thắn thừa nhận tình hình thiếu vaccine tiêm chủng mở rộng ảnh hưởng đến tỷ lệ tiêm chủng so với những năm trước. Cụ thể, tỷ lệ tiêm chủng năm 2023 thấp hẳn, chỉ đạt 66,4% tỷ lệ tiêm chủng đầy đủ cho trẻ em dưới 1 tuổi, trong khi theo quy định hàng năm phải đạt 75%. Trước thực tế này, theo bà Hồng, nhiều bậc phụ huynh ở các thành phố lớn đã đưa trẻ đến trung tâm tiêm chủng dịch vụ để tiêm các loại vaccine có kháng nguyên tương tự như trong chương trình tiêm chủng mở rộng. Ngoài ra, tỷ lệ bao phủ của vaccine 5 trong 1 phòng bạch hầu, ho gà, uốn ván, bại liệt và hiếp cũng thấp hơn hẳn so với các loại vaccine khác khi chỉ đạt 52,6%. Đặc biệt thấp nhất ở khu vực Tây Nguyên với 19,7%, do ở đây đa số là đồng bào dân tộc thiểu số ít có cơ hội tiếp cận với dịch vụ tiêm chủng. Chúng tôi hiểu rằng việc cần thiết phải tiêm bù lại mũi vaccine quan trọng này, bà Hồng khẳng định. Theo bà Hồng, ngoài 258.000 liều nhận được từ tháng 8, giữa tháng 12 năm nay, chương trình tiêm chủng mở rộng đã tiếp nhận gần 500.000 liều vaccine DPT do chính phủ Úc tài trợ để triển khai trong tiêm chủng thường xuyên cho các tháng đầu năm 2024. Đây là lô vaccine vô cùng quý giá. Ngay trong ngày đầu tiên của năm 2024, nhiều khả năng chúng tôi sẽ phân bổ ngay gần 500.000 liều vaccine 5 trong 1 này sau khi có giấy xuất xưởng của Viện Kiểm định Quốc gia Vaccine và Sinh phẩm Y tế. Chúng tôi sẽ cấp ngay cho tất cả tỉnh thành, bà Hồng nói. Hiện tượng thiếu vaccine sẽ không lặp lại. Bà Dương Thị Hồng cho biết, hiện nay có 10 loại vaccine được sản xuất trong nước sẽ được mua bằng cơ chế đặt hàng. Hiện Bộ Y tế, Bộ Tài chính đã có những bước đi cuối cùng để có được vaccine trong nước. Thực sự với các vaccine trong nước chỉ thiếu từ tháng 10 đến tháng 11 và một số xã huyện vẫn còn nhưng rải rác, đặc biệt là ghi nhận thiếu nhiều bắt đầu từ tháng 11, chúng ta đã không có vaccine trong nước cung cấp cho các địa phương. Hiện nay chúng tôi đang nỗ lực cung ứng, bà Hồng cho hay. Cũng theo bà Hồng, đối với vaccine 5 trong 1, vaccine ngoại nhập khẩu bắt buộc phải thực hiện đấu thầu rộng rãi theo luật đấu thầu, chưa kể vaccine là sản phẩm đặc biệt nên phải có đơn hàng mới sản xuất, rồi còn phải nội kiểm đạt tiêu chuẩn, tiền thẩm định của Tổ chức Y tế Thế giới WHO mới dám xuất khẩu. Đây là lý do từ khi ký hợp đồng phải từ 3 đến 6 tháng nhà sản xuất mới cung ứng về Việt Nam. Vaccine về nước chưa phải thế là xong mà tiếp tục được kiểm tra chất lượng nếu đạt tiêu chuẩn xuất xưởng mới được đưa vào chương trình tiêm chủng mở rộng. Vậy làm sao để tránh được tình trạng gián đoạn vaccine? Bà Hồng lý giải, để xây dựng kế hoạch sử dụng vaccine phải dựa vào nhu cầu vaccine của năm đó và gối đầu vaccine 6 tháng của năm sau. Tôi thực sự rất căng thẳng, làm sao để có được vaccine cho chương trình tiêm chủng mở rộng, chúng tôi vô cùng căng thẳng. Chính từ cái căng thẳng đó, chúng tôi đã thuyết phục và được sự hỗ trợ, chỉ đạo sát sao của Bộ Y tế, từng bước khắc phục khó khăn về cung ứng vaccine, bà Hồng chia sẻ. Theo bà Hồng, hiện đơn vị đã nhận được nhu cầu vaccine từ các tỉnh, thành phố trong năm 2024 và gối đầu 6 tháng đầu năm 2025 sẽ sớm trình bố trí ngân sách trung ương thay vì ngân sách nhà nước của địa phương cung ứng vaccine. Với những người làm công tác tiêm chủng bao nhiêu năm, thực sự chỉ mong muốn không bao giờ bị thiếu vaccine. Ngay khi có được vaccine, chúng tôi không ngần ngại thời gian, khẩn trương vận chuyển, cấp phát và tiêm chủng vaccine. Và hiện tượng thiếu vaccine như năm 2023 này sẽ không lặp lại nữa, bà Hồng khẳng định. Thông tin này đã khép lại bản tin thời sự hôm nay của chúng tôi. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Xin kính chào tạm biệt.